Hello, Kenny xin kính chào tất cả cô chú, anh chị cũng như bà con cô bác. Hôm nay Kenny có mặt tại thành phố Glendora để mà giới thiệu một cái căn nhà rất là đẹp. Nhà này xây năm 2016, cách nay chỉ có 6 tuổi thôi. Ok. Tổng cộng căn nhà này có 3 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, 2 nhà xe dính liền ở bên trong, rất là rộng, rất là đẹp, dành cho gia đình đông người. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để mà coi cái căn nhà này như thế nào. Ok, let's go. 1337. Xin mời. Đó, khi mà mình đi vào là thấy ngay cái phòng khách ở đây nha các bạn. Đó, phòng khách đẹp chưa? Đó, phòng khách rất là đẹp. Ok, sàn gỗ nè. Đó, còn mới tinh nha, 6 tuổi mới tinh luôn. Đó, cửa sổ rất là rộng nha các bạn, cửa sổ 2 lớp rất là rộng, có central AC, coi như là máy nóng máy lạnh rất là đầy đủ. Đó, ở đây thì mình gắn cái tivi ở trên tường đó các bạn. Đó, thấy không, ổ điện rồi cable rồi đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết nha. Đó, chỉ mua cái tivi về mình gắn trên đây rồi mình để sofa ở cái góc ở đó, rất là đẹp. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Đây là cái phòng khách. Khi mình đi mở cửa mình đi vào đó là cái phòng khách nằm bên tay phải. Đó, kế đây có cái chỗ đi toilet nha các bạn. Cái này rất là tiện, người nào mà tới chơi để mà thăm á thì mình có thể sử dụng cái guest room ở như đây. Ok, không có cần phải đi lên trên lầu. À, ok, đẹp không? Bây giờ mình đi qua cái bếp ha, coi cái bếp rồi nó như thế nào. Wow, bếp dễ thương quá. Coi cái scene của cái bếp nè các bạn, quá trời lớn luôn. Lúc over here, cái bếp rộng quá chừng luôn nè. Đó, cái này mình rửa mấy cái nồi lớn, giống như là mình ở đây đó thì mình rửa mấy cái nồi giống như nấu phở, nấu bún riêu, bò kho này nọ đó, thì nước nó không có văng ra ngoài. Ok, rất là sâu. Ok, coi nè, ở đây nó có sẵn lò nấu ăn luôn nha, microwave built-in luôn nè, hiệu Whirlpool nè. Đó, rất là đẹp. Tủ thì có rất là nhiều ha. Đó, mặc sức mà mình để đồ ha, dĩa hay là chén hay là ly đồ. Còn nồi thì mình để ở dưới đây, thấy không? Đó, tất cả nồi ở dưới. Ở đây là cái lò nướng nè. Đó, cái oven dưới đây. Còn đây là cái lò nấu ăn ở trên đây. Ok, còn máy hấp nóng microwave ở trên đây. Còn đây là cái máy rửa chén đây nè, see, dishwasher ở đây. Ok, đó, tủ rất là nhiều ha, tủ đẹp không? Đó, rất là nhiều. Đó, để nồi để đồ. Còn đây là cái chỗ để tủ lạnh nha các bạn. Ok, chỗ này là cái phòng giống như là mình muốn để cái bàn ăn ở đây cũng được. Ok, đó, một cái bàn dài ở đây nè, ví dụ như 6-7 người ngồi đó. Ok, đây là một cái bàn ăn, cái này mình để xích vô ha. Ở đằng sau có một cái cánh cửa để mình đi ra đằng sau ở bên ngoài đó. Ok, là mình có thể mở cửa đi ra ngoài cho các bạn xem. Đó, có một cái sân nhỏ nhỏ, rất là xinh xắn, rất là dễ thương, thấy không? Đó, mình có thể để mấy chậu bông lỗ ngoài đây nè, vòng vòng đây nè. Đó, đẹp không? Đó, nhiều đây cũng đủ để những cái chậu bông ngoài đây ha. Cái này là cái hệ thống máy lạnh nha. Ok, let's go. Bây giờ mình đi ra chỗ đậu xe nha các bạn. Nhà xe ở đây nè các bạn. Đó, thấy không? Là chỗ đậu xe thì mình có 2 chiếc đó các bạn. 2 chỗ đậu xe thì mình đậu xe ở đây, mình chạy vô nhà luôn. Ok, thấy không? Thấy nhà xe không? Khi mình đi đâu về ban đêm á, thì mình chạy xe vô trong nhà, mình chạy vô và mình đi vô nhà luôn, rất là tiện. Ok, đây là cái đường ở ngoài, mình chạy vô trong đây. Nhà này nó build 2016, cách nay mới có 6 tuổi, bởi vậy nhìn cũng còn mới, mới tinh nè. Ok. Đó. Đẹp không? Rất là đầy đủ, rất là đẹp ha. Bye. Đó, nhà xe rất là dễ thương ha. Đóng cửa lại. Rồi, cái phần này là phần ở dưới lầu ha. Ở dưới lầu mình có cái tủ này mình đựng đồ nữa nè. Cái này lý tưởng ha. Thí dụ mình để nồi ở đây cũng được nè, thấy chưa? Hoặc là những cái dĩa giấy, những cái ly giấy, nhiều khi party đâu đó thì mình có thể sử dụng ở đây, rất là tiện chứ. Đó. Xong. Let's go lên lầu. Bây giờ đi lên lầu nha. Lên lầu coi phòng ngủ như thế nào. Ok. Central heater and cooler. Phòng này là một phòng gia đình master bed, rất là to nè các bạn. Thấy cái phòng master đã không? Đó. Nhà này không có cần mua nha. Nhà này là nhà cho thuê nha các bạn. Không có cần phải mua. Nếu mà ai mà có nhu cầu muốn ở căn nhà này thì liên lạc với Kenny. Đây là cái phòng để áo quần. To dễ sợ không? Lúc mặc sức mà đi shopping ha. Nếu mà ai mà có giận hờn gì đó, tối đi vô trong đây ngủ cũng được, nó quá to. Ok. You can sleep here, you know, or hide in somebody, right? Yeah. Nếu mà ai chọc giận á, yeah, we can sleep here. To quá, phòng để áo quần to quá. Phòng này là phòng gia đình. Đây là cái chỗ rửa mặt nè các bạn, 2 chỗ luôn á các bạn. Đó, thấy chỗ rửa mặt chưa? Thấy không? Thấy cũng có tủ để đồ đồ đó. Đó, thì mình thí dụ mình để giấy lau tay hay là giấy toilet đồ đó. Đó. Những cái đồ lặt vặt mình có thể để trong đây, giống như máy sấy đồ, đồ make up đồ đó các bạn. Còn ở đây là cái chỗ để tắm nè. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Nhà xinh xinh đẹp quá ha. Mà nhà này dành cho gia đình đông người nha các bạn. Tại nó có 3 phòng đó. Nó rộng tới 1550 square feet nè. Bởi vì ít nhất cũng phải 3-4 người ở. Ok. Cái này phòng này là phòng gia đình, rất là to. Bây giờ mình đi qua 2 phòng kia coi như thế nào. Ok. Quá đẹp ha. Cái phòng này là phòng giặt đồ nè. Đây là cái phòng giặt đồ nha các bạn. Đó. Khi mình mua máy giặt về mình chỉ bắt gắn, mình hút cấp vô mình gắn vào. Ok. Rất là đầy đủ. Đó. Thoát nước ở đây, nước nóng, nước lạnh ở đây. Ok. Đây là một cái phòng nhỏ cho con nít nè. Đó. Phòng kia là vợ chồng, phòng này là phòng cho con nít nè. Dễ thương không? Đó. Phòng rất là dễ thương, xinh xắn. Phòng nào cũng có cửa sổ nè, double glass. Ok. Rồi có một cái closet rất là dễ thương. Đó. Ok. Phòng này là phòng cho con nít. 2 phòng của con nít thì sử dụng một cái full bath ở đây nè các bạn. Đây là cái full bath. Ok. Là có cái chỗ để tắm, đi cầu và cái chỗ rửa mặt. Phòng nào thì nó cũng có tủ hết trơn. Mình có thể để giấy đi cầu hoặc là những cái đồ lặt vặt xài, đồ clean up nào đó. Ok. Hoặc là đồ make up, đồ mình bỏ vào trong đây. Thấy không? Đó. Nước rất là mạnh luôn. Okay. Dễ thương quá. Cũng y như cái phòng bên kia luôn á. Phòng bên kia thì nhìn đằng trước, còn phòng này thì nhìn ra đằng sau. Ok. Thấy neighbor ở đằng sau luôn nè. Cũng là cái cửa thì cũng double glass nè, 2 lớp luôn nè, thấy không? Đó. Thấy double glass nè, 2 lớp. Rất là dễ thương. Ví dụ mình muốn gió ở ngoài vào thì mình mở gió vô, rất là lạnh. Okay. Không có cần phải mở máy lạnh. Đây là cái chỗ đựng áo quần nè các bạn. Ok, closet. 2 phòng này là 2 phòng nhỏ dành cho những cái đứa trẻ hoặc là độc thân ở, nó có cái chỗ để kê bồ nè ha. Ở trên lầu coi như là sàn thảm hết nha các bạn, nhớ nha, ở trên lầu là sàn thảm hết, rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Quay khung cảnh ở đây đẹp quá nè, khung cảnh ở đây rất là ấm cúng. Nếu mà gia đình nào mà đông người, có khoảng 3-4 người trở lên á, thì thuê cái căn nhà này ở rất là lý tưởng luôn. Bây giờ giá cả thuê bao nhiêu thì mình sẽ đi xuống dưới lầu và mình sẽ nói cho tất cả các bạn biết luôn, ok. Nhà đẹp quá ha, dễ thương quá, ok let's go. Bây giờ mình đi xuống lầu nè, đi let's go. Sau khi mà mình đi dạo một vòng xem cái căn nhà này đó, thì cái căn nhà này tổng cộng cái diện tích bên trong cái căn nhà là 1550 square feet, 3 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, nhà lầu, ở dưới là sàn gỗ, ở trên lầu tất cả phòng ngủ nằm ở trên lầu là coi như lót thảm, có máy lạnh, máy nóng, coi như là central heating, cooling đầy đủ. Rồi hai nhà xe, chu kho gà ga nó cũng attached, nó nằm ở bên trong luôn, rất là thuận lợi cho mình đi đâu về đó. Thì có cửa tự động rồi mình sẽ đi vô trực tiếp cái căn nhà luôn. Nhà này thì dành cho đông người, một phòng gia đình và hai phòng nhỏ, tổng cộng là 3 phòng ngủ, ok. Giá cho thuê là 3.000 một tháng, giá rất là đặc biệt tại thành phố Glendora nha các bạn. Nếu như mà các bạn nào có nhu cầu mà tìm nhà để ở đó thì liên lạc trực tiếp cho Kenny. Số phone của Kenny là 626-899-5679. Kenny thì làm việc 7 ngày một tuần trong suốt 17 năm qua, là trong tất cả các quận là Los Angeles nè, quận Orange County, quận San Bernardino, quận Riverside, quận San Diego cũng như là quận Ventura. Nếu như mà tất cả bà con cô bác có nhu cầu bán nhà hay là muốn cho thuê nhà hay là mua đất để mà xây nhà, cũng như mua bán cơ sở thương mại, khu công nghiệp, hay là bất cứ câu hỏi gì liên quan tới mua bán bất động sản thì liên lạc trực tiếp cho Kenny qua cái số phone là 626-899-5679. Sẵn dịp đây thì Kenny xin kính chúc tất cả quý vị bà con cô bác cũng như cô chú anh chị luôn khỏe mạnh, may mắn, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you and see you soon. Bye. Kính chào các cô chú, anh chị, quý đồng hương tại California. Kenny Phan là một chuyên viên bất động sản trên 17 năm kinh nghiệm. California hiện tại có khoảng 40 triệu người đang sinh sống, đông nhất trong 50 tiểu bang của Mỹ. Thị trường bất động sản tại California luôn tăng vọt một cách nhanh chóng. Cho dù điều kiện của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền sở hữu cho mình một căn nhà đầu tiên để ở. Quý vị nào muốn bán nhà nhanh, giá cao, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hoặc mua nhà lần đầu với phân lời thấp nhất, hãy liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại hay công nghiệp, hãy gọi ngay hôm nay tại số phone 626-899-5679. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.